đọc to lên to lên quy to lên The first top people who are speeding or not wearing their seatbelts. The most of the wrong people or keep out tickets. Sometimes they even have to arrest people. Most of the judges doing their job. When they arrest people, some people need to be put in jail to make it safer for the rest of us. Some are just doing their job when they arrest people. Some people need to be put in jail to make it safer for the rest of them. Nào, Dương trước nào, tìm đường về nhà. Find my way home. Đi đến chỗ. Go up to. Sẽ. What? Giúp đỡ. Help. Có thể. Nhớ. Remember. Đồng phục. Uniform. Trông rất đẹp. Look very nice. Thành phố, thị trấn. Town. Vi phạm pháp luật. Break the law. Nguy hiểm. Dangerous. Bắt giữ. Catch. Luyện tập. Training. Đuổi theo. Chase. Cố gắng. Try. Nguy hiểm. Dangerous. Quy nào, thông minh. Smart. Cộng sự. Partner. Tội phạm. Criminal. Chỉ cho chúng tôi. Tìm thấy đồ vật. Đấy. Tìm thấy đồ vật là gì châu? Dương. Rồi. Đấy, học phải như thế thì mới được. Huy tiếp nào, bên cạnh đường. On the side of the road. Chặn mọi người. Stop. Đeo dây an toàn. Wearing seat belt. Cảnh cáo. What? Hả? Warn are gone. Úi dồi ôi. Phát âm gì vậy? Đưa ra vé phạt. Give a ticket. Tống vào tù. Put in jail. Phần còn lại. Safer. Từ vựng của Huy rất là hời hợt, không chắc tí nào. Châu nào, vi phạm pháp luật. Căng rồi Châu ơi. Nguy hiểm. Nguy hiểm và dangerous. Quan trọng. Important. Cố gắng. Thầy biết con lớp 2 nhưng mà con học vẫn tốt đấy chứ, chẳng qua là con học. Thầy đã nhắc bao nhiêu lần rồi là cái phần dịch con học nó bị lệch. Đọc nhiều nhưng dịch ít. Đấy. Cố gắng lên nào. Để qua được phải qua cả phần dịch nhá. Tội phạm là gì? Cộng sự. Partner. Thông minh. Smart. Bên cạnh đường. On the side of the road. Đưa ra vé phạt. Give out tickets. Trông rất đẹp. Look very nice. Đeo dây an toàn. Rồi, ok. Đức Anh nào, đeo dây an toàn. Wearing seatbelts. Bắt giữ. Bắt giữ là chase or arrest. Catch or arrest. Chase nghĩa là gì? Chase là đuổi theo. Tội phạm. Criminals. Vi phạm pháp luật. Break the law.
Tìm đường về nhà. Find my way home. Nhớ. Remember. Giúp đỡ. Help. Tìm thấy đồ vật. Find things. Giấu đồ vật. Hide things. Phần còn lại. Rest of rest. Tống vào tù. Put in jail. Cần. Cần. Cần là. Cần là gì Phương? Need. Need. Rồi, ok. Nhiều là gì Phương? Mệt nhiều. Cần luyện tập rất nhiều. Nhiều là gì? Đấy, một từ rất căn bản nhá. Luyện tập. A lot. A lot làm nghĩa là gì? Tìm đường về nhà. Find my way. Bị lạc. Phương, giai đoạn đầu Phương học rất tốt, nhưng mà sau đó không giữ được phong độ. Thầy cũng đã trao đổi cả với mẹ rồi, nhưng mà đây này, nếu có phải chuyển lớp học lại thì có được không? Đấy, hậu quả đấy. Thông minh là gì con? Cộng sự. Bên cạnh đường. Vượt quá tốc độ. Đeo dây an toàn. Rồi, ok.